Bộ Công an đề xuất xe cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cảnh vệ, được hưởng đặc quyền ưu tiên khi tham gia giao thông. Xe làm nhiệm vụ cảnh vệ, dẫn đường bảo vệ đoàn xe hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Triều tại Hà Nội đầu năm 2019. Ảnh, Giang Huy. Ngày 27 tháng 2, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên để sửa đổi nghị định 109/2009. Ngoài kế thừa quy định hiện hành về các loại phương tiện được ưu tiên, Bộ Công an đề xuất quy định chi tiết và bổ sung xe cảnh sát giao thông dẫn đường, xe làm nhiệm vụ cảnh vệ và xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Được lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên. Bộ Công an đề xuất bổ sung phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt trên đường thủy nội địa được quyền lắp đặt, sử dụng thiết bị ưu tiên như tàu chữa cháy, cứu nạn, tàu hộ đê, tàu của quân đội, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp, tàu, đoàn phương tiện hộ tống hoặc dẫn đường. Nghị định 109/2009 nêu xe ưu tiên là xe chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của quân đội nên Bộ Công an bổ sung thêm xe chữa cháy, xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của công an để phù hợp với Luật Giao thông Đường bộ 2008. Lý giải đề xuất bổ sung các trường hợp xe được ưu tiên trên, lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, do quy định hiện hành còn chung chung về các xe đi làm nhiệm vụ, nên chưa rõ các trường hợp được ưu tiên. Theo quy định hiện hành, xe có tín hiệu ưu tiên đang làm nhiệm vụ sẽ được đặc quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới, không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, được vượt đèn đỏ. Số liệu thống kê của Bộ Công an cho thấy, cả nước có trên 23.900 xe được quyền ưu tiên, trong đó có 2.482 xe chữa cháy, 3.387 xe cứu thương, 299 xe quân sự, 9.474 xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, 5.465 xe cảnh sát giao thông, 2.875 xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh và xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành, các loại phương tiện sau được lắp đặt tín hiệu và có quyền được ưu tiên khi tham gia giao thông: xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, các xe quân sự đi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy, chỉ huy cứu hộ, cứu nạn, chỉ huy tác chiến, thông tin làm nhiệm vụ hỏa tốc, chỉ huy đoàn hành quân, xe làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự, bảo vệ đoàn, xe thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện các hoạt động điều tra, dẫn giải tội phạm, tham gia phòng, chống khủng bố. Xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, các xe đi thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc tiến hành các hoạt động điều tra, dẫn giải người phạm tội, chống biểu tình, bạo loạn, giải tán, đám đông gây rối trật tự công cộng, xe làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, chỉ huy tác chiến chống khủng bố, thông tin làm nhiệm vụ hỏa tốc, chỉ huy đoàn hành quân. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là xe đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu. Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp là xe đi thi hành các biện pháp đặc biệt khi có tình trạng đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội hoặc khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Let's look at why.